Tại có thể mới ra mắt cái con Nissan TVS này có giá niêm yết là 988 và lăn bánh tại tỉnh luôn là khoảng gần 1,1 tỷ, thì sau 3 năm sử dụng đời đời 29 nha quý chị, sau 3 năm sử dụng thì quý chị cùng đón xem cái giá bên em đang chào bán là bao nhiêu. Cực kỳ tốt luôn, cực kỳ ưu đãi luôn, giá cực kỳ mềm luôn nha. Để trong khung phân khúc với Toyota Fortuner mà giá con Nissan TVS này rất là tốt nha, và đặc biệt là động cơ dầu nha. Nissan thì đến từ thương hiệu Nhật Bản luôn nha, nhưng mà tại sao rất là nhiều quý anh chị thắc mắc sao không chọn con Nissan này. Đấy, giá rất là tốt, phân khúc cho so với Toyota thì khỏi bàn luôn, rất là rộng rãi, 7 chỗ, gầm cao, máy thoáng, SUV. Đấy, thì trước mắt quý anh chị là một con Nissan Terra bản S. Bản S là bản một cầu số sàn đời 29, máy dầu nha quý anh chị, động cơ 2.5 thì cho ra công suất khoảng 188 mã lực đó. Đó, 188 mã lực thì so cao hơn hẳn, mạnh hơn hẳn so với Toyota Fortuner luôn nha. Đấy, đấy quý anh chị xem, đây bóng bi LED nè, cực kỳ sáng luôn nha, rất là nét luôn. Biển số 83 là ở Sóc Trăng, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm vào shop lấy. Đấy, nước sơn màu bạc nè, liền lạc, đồng màu từ trước tới sau, rất là bóng bẩy luôn. Trang bị sẵn cho mình luôn bê bước nè, ốp 8 cửa, phim kích nhiệt. Rồi mình cùng đi vào kiểm tra phần lốp cho quý anh chị xem. Lốp là vỏ Lion Sport. Đây, cái này là một cầu thôi nha, 44 nhưng mà xe một cầu thôi nha. Mâm là mâm 17 inch. Đát, để em tìm cái đát niên hạn cho quý anh chị xem. Mâm 17 inch. Để em đi ra bánh sau em tìm đát niên hạn cho quý anh chị xem. Đây, bốn vỏ mới thay luôn, tuần thứ 26 của năm 2022 nha. Đấy, bốn vỏ mới thay, đi được 10 vạn hơn xíu. Thì xe nào của đó theo quý anh chị. Đấy, chuẩn xe, rất là đẹp luôn, động cơ dầu đi rất là tiết kiệm luôn, cùng phân khúc với Toyota Fortuner nhưng mà giá thì rất là cạnh tranh nha, rất là mềm luôn. Bản S nè, đấy, trang bị cho mình luôn là cam lùi, bốn mắt cảm biến đầy đủ nha, lên sẵn luôn cho mình cái phim cách nhiệt 3 em nè. Đấy, cách TUV cách nhiệt rất là tốt luôn. Đây, phần cốp với anh chị xem rất là rộng rãi nha, trang bị sẵn luôn cho mình cái trần 5D. Đấy, chủ đề giữ cực kỳ kỹ. Thì hầu hết các xe ở miền Tây thì quý anh chị kiểm tra gầm bệ này, chưa có dấu hiệu gì xét nha. Đấy, thì các xe ở tỉnh miền Tây quý anh chị chưa nên kiểm tra vào cái phần gầm bệ nè, có bị do nước phèn thì có một gì xét không, thì em đứt sơ qua quý anh chị xem vậy đó. Đấy, xe chắc nguyên zin, ghế da màu đen, ghế da màu nâu này rất là sáng xe nha, thảm sàn có cửa gió điều hòa rất là rộng rãi luôn quý anh chị xem. Đấy, giá bên em đang chào bán là lâm quanh chỉ hơn 600 thôi, 600 nhột xíu thôi, hiện chí thì em bớt cho quý anh chị thêm. Đấy, xe chuẩn 7 chỗ, máy dầu thì rất là tiết kiệm, đi tốt rất là ok nha. Thời gian nhưng mà chưa có bong chóc gì nhiều nha, chủ giữ gì là rất là kỹ hết đó. Đây quý anh chị xem, tay lái vô lăng thì thằng phần này chưa bị bong chóc nè. Đấy, rất là mới luôn. Thì nói chung là con Nissan T3 này thì cơ bản thôi quý anh chị, không có trang bị gì nhiều. Trang bị sẵn luôn cho mình cái màn hình nè, đấy, xem phim, lúc web, nghe nhạc, làm thoại bánh tay đầy đủ nha. Đây quý anh chị xem, có dẫn đường bản đồ đầy đủ không. Đấy, điều hòa đối với dòng xe Nhật Bản thì cực kỳ sâu luôn, sốt sàn. Đấy, cảm báo, cảm biến và chạm nè, cái phần này là bật nút ghế bằng một chạm nha. Thì nói chung quý anh chị xem rất là sáng xe, sạch sẽ luôn. Đấy, không có bị bong chóc gì nhiều. Rồi, cùng đi vào phần nắp capo cho quý anh chị xem. Rồi, mình cùng đi vào chi tiết với phần nắp capo là khối động cơ 2.5 cho ra công suất 188 mã, rất là khỏe luôn. Động cơ dầu thì rất là tiết kiệm nha. Đấy, máy em đang nổ cho quý anh chị kiểm tra xem, máy rất là êm nha, chưa có bị kêu to gì nhiều nha. Để quý anh chị xem, ốc ác keo chỉ mới nói nè, nguyên zin. Đấy, tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối. Tại quý anh chị, xe không đâm đụng tai nạn thi kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng Hàn Quốc. Nếu như quý anh chị xa xem được video của em á, thì nhanh tay alo trong đất em sẽ gửi cho quý anh chị xem hình ảnh chi tiết video qua cho quý anh chị kiểm tra cũng như là để check hãng nha. Thì cứ đọc online xong bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà. Đấy, kiểm tra test hãng đầy đủ, hỏng full tiền nha. Hiện tại mua bán xe thì phải nói là mua bán online là chính, tại vì bên em rất là nhiều xe luôn. Quý anh chị cọc online chủ yếu là chính. Đấy, quý anh chị xem, xe nhiều nhưng mà có khách nhận cọc hết rồi nha. Đấy, gần như là khách hàng rất là tin tưởng bên em luôn, thì nên nhanh tay cưới xe dịp này là rất là giá rất là mềm luôn, thì cưới nhanh tay alo trong đất sớm nha, để có một xe giá tốt đi tết nè. Đấy, rồi tổng kết lên luôn, trước mắt anh chị là một con Nissan TVS
đời 2019 nhập Thái, động cơ 2.5 cho ra công suất khoảng 188 mã lực, động cơ dầu nha quý chị. Thì giá làm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 600 xíu thôi. Đấy, có xe 7 chỗ, máy dầu, gầm cao, máy thoáng, đi rất là tiết kiệm luôn, đi tết cực kỳ êm nha. Cùng phân khúc với Toyota Fortuner nhưng mà giá thì rất là cạnh tranh luôn. Thì so với Toyota Fortuner cùng đời thì con này rẻ hơn khoảng tầng gần 300 triệu nha, thì nên cân nhắc nha. Đấy, xe màu bạc nè, liền lạc, đồng màu chính xước cả sao luôn, rất là bóng bẩy nha. Đấy, bên chị xem kiểm tra giá cùng phân khúc cùng đời, cùng là máy dầu, đấy, nhập Thái nhưng mà giá là rẻ hơn gần 300 triệu, thì quý chị có tình người hay không? Đấy, thì nhanh tay alo cho em Đức chốt sớm nghe con này nha. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị nha. Thì bên em còn rất nhiều dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ, gầm cao, gầm thấp, bán tải, máy xăng, máy dầu, số sàn, số động, đầy đủ tất cả các mẫu mã cho quý chị lựa chọn luôn. Thì có cọc, khách cọc cũng rất là nhiều, xe thì cũng còn nhiều để quý chị lựa chọn xe đi test nha. Nhớ nhanh tay alo cho em Đức sớm để chốt ngay con xe đi test nha. Rồi, bye bye quý chị nha.